Thảm bại 1-3 trên thánh địa Wembley của người Anh đã đẩy Italia với một tâm thế thấp thỏm lo sợ về cơ hội tham dự Euro 2024 của mình. Trước khi bước vào cuộc tiếp đón Bắc Macedonia, họ chỉ mới có được 10 điểm sau 6 trận đấu, thua đội nhì bảng là Ukraine 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Đồng nghĩa đội tuyển màu áo thiên thánh buộc phải có một chiến thắng trước đại diện đến từ khu vực Đông Nam Âu nếu không muốn gặp phải sức ép cực lớn khi bước vào một cuộc đối đầu mang tính chất chẳng khác nào trận chung kết với chính Ukraine ở lượt đấu cuối cùng. Với vị thế của mình, việc Italia vắng mặt trong cả hai kỳ World Cup gần nhất đã là một điều gì đó quá tồi tệ với các tifosi rồi. Vì lẽ đó, việc trở thành cựu vương Euro ngay tại vòng chung kết của giải đấu còn chưa bắt đầu sẽ là điều gì đó rất nghiệt ngã đối với những người yêu mến đội bóng đến từ đất nước Mỹ ống. Trở lại với những diễn biến của trận đấu với đẳng cấp vượt trội của mình, với những Federico Dimarco, Jorginho, Nicolo Barella hay Federico Chiesa trong đội hình, không quá khó hiểu khi Italia dễ dàng là đội giành được quyền kiểm soát bóng, đẩy lùi Bắc Macedonia về phần sân nhà của mình. Thậm chí lưới của cầu thủ Bắc Macedonia đã sớm rung lên ngay từ phút thứ 13 sau cú sút điểm nhẹ nhàng của Raspadori. Nhưng đáng tiếc không cần đến công nghệ VAR, trọng tài biên cũng đã đưa ra một quyết định chính xác khi căng cờ báo việt vị dành cho chân sút đang thuộc biên chế của Napoli. Dẫu vậy, đó cũng là một tín hiệu tích cực cho thấy tinh thần thi đấu đang lên cao của các học trò huấn luyện viên Luciano Spalletti. Cùng với đó là những sóng gió liên tiếp được tạo ra trước khung thành của Stole Dimitrievski. Chưa đầy 5 phút sau, một pha dàn xếp đá phạt tốt từ vòng tròn giữa sân đã được cầu thủ áo xanh tạo ra. Federico Chiesa là người băng xuống rồi thực hiện một pha dứt điểm góc hẹp, nhưng người gác đền số 1 của Bắc Macedonia đã khép góc tốt. Rõ ràng là Chiesa vẫn luôn được kỳ vọng là ngòi nổ số 1 trên hàng công của Azzurri khi mà những người đồng đội của mình đang không có được một phong độ ổn định trong cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Dễ nhận thấy cầu thủ chạy cánh sinh năm 1997 thường là điểm đến cho chính những đường chuyền và hướng tấn công của Italia cũng chủ yếu tập trung bên hành lang cánh mà Chiesa đang đảm nhận. Và rồi các tifosi đã không phải chờ đợi quá lâu để có thể ăn mừng cùng thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti, bởi ngay trong tình huống diễn ra sau đó vẫn là một màn dàn xếp phạt góc tốt đến từ cầu thủ áo xanh. Raspadori thực hiện đường tạt bóng ra đằng sau hàng phòng ngự của Bắc Macedonia, nơi Matteo Damian đã chiếm sẵn một khoảng không cho riêng mình. Hậu vệ 33 tuổi thuận lợi tung ra một quả đánh đầu đưa bóng đi đập đất. Với cự ly và quỹ đạo khó chịu như thế này, cơ hội của thủ thành Dimitrievski trong pha bóng này gần như là bằng không. Đồng nghĩa Italia có bàn thắng mở tỷ số khi hiệp 1 còn chưa trôi qua một nửa. Sau bàn thắng mở tỷ số, Italia bắt đầu triển khai một thế trận chắc chắn hơn nhưng cũng không kém phần nhịp nhàng và thong dong. Nhìn cách họ kiểm soát thế trận, tổ chức những tình huống tấn công, người hâm mộ có cảm tưởng rằng bàn thắng thứ hai có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Từ khi được dẫn dắt bởi vị trí lực gia có triết lý bóng đá phóng khoáng như Spalletti, Azzurri đang trở nên đa dạng hơn trong cách triển khai bóng. Họ vừa có thể thực hiện những tình huống phối hợp tam giác ở hai cánh, mặt khác những miếng đánh thẳng vào trung lộ hay cả những đường chuyền dài cũng được luân phiên sử dụng. Vấn đề của đội tuyển Italia chỉ là độ chuẩn xác chưa cao trong các quyết định cuối cùng. Nói cách khác, chỉ cần biết cách để có thể chỉnh chu hơn ở các pha bóng then chốt, việc đội tuyển đến từ đất nước hình chiếc ủng có bàn thắng nhân đôi cách biệt là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vẫn là cơ hội được dành cho Federico Chiesa, nhưng cú sút bằng chân phải của anh đã không vượt qua được những chiếc bóng áo đỏ đang chắn trước cầu môn. Và rồi điều gì đến cũng đã phải đến, chẳng hạn cơ hội 10-10 để có thêm bàn thắng cho Italia sau những nỗ lực của họ cũng vậy. Phút 39, tiếng gọi trọng tài Felix Jaer vang lên và ông cũng không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11 mét ngay trước khung gỗ của Bắc Macedonia. Đây vốn không phải là một pha tấn công quá hoàn hảo đến từ Italia, mà nói đúng hơn đây gần như là một màn tự hủy đến từ phía các thủ đội khách. Nếu như ở tình huống trước đó, một hậu vệ áo đỏ có đường chuyền về trời ơi đất hỡi, biếu không cho Azzurri một quả phạt góc, thì trong tình huống diễn ra ngay sau đó, đến lượt một hậu vệ Bắc Macedonia để bóng chạm tay trong vòng cấm, qua đó mang đến cơ hội lập công không thể tốt hơn cho Jorginho. Dù vậy, tiền vệ 31 tuổi lại khiến tất cả những người hâm mộ đang có mặt tại Stadio Olimpico thất vọng. Vẫn là một tình huống nhảy chân sáo thương hiệu, nhưng cú sút từ chân của tiền vệ này vừa không đủ lực. Ngay khoảnh khắc Jorginho ngẩng đầu bày tỏ sự tiếc nuối với tình huống bỏ lỡ của mình, chắc chắn hình ảnh về cơn ác mộng đã diễn ra hồi năm 2021 ít nhiều đã hiện rõ trong đầu của anh. Còn nhớ trong trận đấu đội tuyển Thụy Sĩ ở lượt trận gần cuối vòng loại World Cup 2022, chính tình huống hỏng penalty của Jorginho trong trận đấu với đội tuyển Thụy Sĩ đã góp phần đẩy Italia bước vào các loạt trận playoff tranh vé đến Qatar. Và rồi cơn địa chấn được tạo ra bởi chính Macedonia hồi tháng 3 năm 2022 đã khiến Italia lần thứ hai liên tiếp bỏ lỡ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nếu chẳng may Italia không thể giành được một kết quả có lợi trong trận đấu này, hay xa hơn là không thể đặt chân đến Đức vào mùa hè năm sau, không biết chừng những điều tồi tệ gì sẽ xảy đến với ngôi sao của Arsenal nữa. Nhưng rồi niềm kỳ vọng số 1 Federico Chiesa là người đã lên tiếng đúng lúc để cứu lấy viễn cảnh đen tối của người đàn anh. Đúng một phút sau khi Jorginho bỏ lỡ quả phạt đền từ cú giật gót của Barella, Chiesa tung ra cú dứt điểm một chạm không cần dậm đả nhưng lại có thể lái đường bóng đi rất hiểm, đến nỗi tình huống bay người của thủ thành Dimitrievski như chỉ để làm nền cho bàn thắng tuyệt đẹp của anh. Khi mọi người đều tưởng rằng hiệp thi đấu thứ nhất sẽ khép lại với tỷ số 2-0 thì lại là Chiesa và khoảnh khắc ngôi sao của mình đã làm cả cầu trường Stadio Olimpico dậy sóng. Trong một pha xoay sở, ngôi sao của Juventus quyết định ngoặt bóng rồi cứa lòng bằng chân phải. Đã có một chút may mắn khi bóng chạm vào chân của Jovan Manev, khiến bóng đi theo một đường cong tuyệt hảo, đi thẳng vào lưới. Như vậy là chỉ trong vòng 5 phút, Chiesa đã mang đến 2 siêu phẩm để giúp Italia có được lợi thế to lớn trước khi bước vào giờ nghỉ. Đầu hiệp 2, đội chủ nhà vẫn chưa hề có ý định dừng lại, vẫn là những tình huống tổ chức tấn công như vũ bão, chẳng hạn như cú sút bị chặn lại của Raspadori ngay sau khi bóng lăn chưa đầy 1 phút. Tuy nhiên, bóng đá vẫn luôn luôn là một bộ môn thể thao chứa đựng nhiều bất ngờ, và trong trận đấu này, nó được minh chứng bằng việc chỉ trong lần dứt điểm trúng đích đầu tiên, Bắc Macedonia đã có được bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút 52. Từ một pha tạt bóng chếch về bên phía cánh phải, Gianni Atanasov đã có tình huống di chuyển thông minh để tung ra cú đánh đầu cận thành, xuyên thủng mảnh lưới của thủ thành Gianluigi Donnarumma. Đây là một tình huống mà hàng phòng ngự Italia đã thi đấu tương đối chủ quan khi để sổng cầu thủ mang áo số 21 vừa được tung vào sân ngay đầu hiệp 2. Nhận phải bàn thua, niềm kiêu hãnh của cầu thủ Italia như thức tỉnh. Họ đáp trả bằng việc liên tiếp tung ra các tình huống bắn phá về phía khung thành của đối phương. Lần lượt là Bonaventura, Raspadori và Berardi đã có cơ hội để điền tên lên bảng tỷ số, nhưng tất cả đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Dimitrievski. Trong khoảng 20 phút cuối cùng, trong khi Italia đã tỏ rõ ý đồ làm chậm lại nhịp độ của trận đấu, thì họ lại tiếp tục nhận phải một gáo nước lạnh. Lần này vẫn là Atanasov thắp lên niềm hy vọng cho Bắc Macedonia. Cú vung chân sút xa bất ngờ của cầu thủ này đã đưa bóng khẽ chạm Achebi rồi đổi quỹ đạo khiến Donnarumma bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng thứ 2 của cầu thủ đội khách đã khiến trận đấu trở nên khó đoán hơn, bởi chỉ cần một bàn thắng nữa, tất cả những nỗ lực của đoàn quần áo thiên thanh trong hiệp 1 dường như sẽ đổ sông đổ bể. Chưa kể nếu điều này xảy ra, họ rất khó có thể vực dậy để cản bước một Bắc Macedonia hưng hực khí thế. Trong một thời khắc mà Azzurri cần phải chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng lớn trước sức ép khổng lồ đến từ những chiến binh đến từ vùng đất của mặt trời, cuối cùng họ cũng đã làm được. Không những đứng vững, các học trò của Luciano Spalletti thậm chí còn có được một bàn thắng để dập tắt hy vọng của đối thủ. Người đã lập công lớn chính là Raspadori, tiền đạo 23 tuổi nhận bóng từ Barella, xử lý gọn gàng rồi tung ra cú dứt điểm treo góc giúp Italia trở lại với một khoảng cách an toàn. Và rồi cuối cùng, dấu chấm hết cho Bắc Macedonia đến ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu. Nhận được chuyền ngược tương đối vừa tầm đến từ Dimarco, cầu thủ vào sân thay người Esarawi đã tung ra một cú ra chân đẹp mắt, ấn định chiến thắng 5-2 cho đội tuyển Italia. Chiến thắng với tổng tỷ số 5-2 không chỉ giúp Italia vươn lên vị trí thứ 2 và đoạt lại được lợi thế nhờ vào thành tích đối đầu cũng như các hiệu số phụ trước Ukraine, mà đây còn được xem là một liều thuốc tinh thần để các cháu huấn luyện viên Luciano Spalletti tiến vào trận cầu mang tính quyết định sắp tới. Ở một góc độ nào đó, chí ít thì Italia đã thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất mà họ đã phải canh cánh lo sợ trong suốt khoảng thời gian qua rồi.